Xin lỗi cho mình quảng cáo 30 giây nhé. Mời các bạn tham gia các cái khóa học tự động hóa của bên mình bằng cách vào trang web hoctudonghoa.com. Khi mà vào trang web ấy, thì chúng ta sẽ vào mục khóa học. Và ở đây thì có tất cả các cái khóa học tự động hóa về PLC, về SCADA cho các bạn tham khảo. Và hy vọng các bạn có thể đăng ký các cái khóa học này. Chi phí khóa học cũng không cao lắm. Cảm ơn các bạn. Xin chào, chúng ta đã quay trở lại với khóa học Tiếp Bộ Sổ Advanced. Thì nội dung của bài giảng hôm nay chúng ta sẽ học về User Management. Vậy thì để mà sử dụng User Management, trước hết thì chúng ta sẽ vào mục User Administrator ở đây. Trước hết chúng ta sẽ vào User Group. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái loại. Thứ nhất là Admin này. Ở đây Admin có quyền cao hơn User này. User thì có quyền thấp hơn. Các bạn thấy là Admin thì nó có ba cái dấu tích là cái này và cái này. Còn user chỉ có một cái tích là operator. Ok chưa? Cho nên là chúng ta cứ để mặc định là admin user. Các bạn có thể thêm đây operator. Thì cái này các bạn có thể là monitor, bao gồm monitor chẳng hạn. Các bạn có thể thêm bao nhiêu thì tùy thích. Thì mình cứ để mặc định là admin và user thôi nhé. Admin thì nó có quyền ba cái quyền hành này. Còn user chỉ có một cái quyền hành này thôi. Ok chưa? Sau đó chúng ta quay trở lại user và tạo cái user nào đó, ví dụ như mình tạo là admin. Sau đó chúng ta sẽ tạo mật khẩu là 123456 chẳng hạn. Sau đó nhấn ok và cái admin này nó sẽ quyền có quyền của admin group, còn user 1 chẳng hạn, user 1. Sau đó chúng ta sẽ đặt mật khẩu cho user 1. Ok, và cái user 1 này nó có quyền, nó không phải là quyền admin mà nó chỉ có quyền là user thôi. Ok chưa, các bạn có thể thêm các cái user 2 chẳng hạn. Đặt mật khẩu cho user 2. Sau đó cái quyền của user 2 cũng là quyền của user này. Rồi tiếp theo chúng ta đã tạo được các cái user admin và user 1, user 2 ở đây rồi đúng không? Quay trở lại cái screen thì chúng ta sẽ thêm một cái nút gọi là login logout. Và hiển thị cái tên. Sau đó chúng ta sẽ chọn một cái IO field để hiển thị cái tên người dùng hiện tại. Và cái tình trạng của IO field này các bạn chọn vào đây này, chọn property này. Sau đó tình trạng của IO field thì chúng ta sẽ hiển thị là string nhé. Và độ dài của cái string này chúng ta nhân lên là 30 hoặc là 50 chẳng hạn. Ví dụ như mình chọn là 50 đi. Và ở đây nó chỉ hiển thị thôi, nó chỉ là output thôi. Ok. Và do là output cho nên là mình đổi màu cho output này thành một cái màu khác. Ví dụ như màu này. Rồi, chúng ta đã tạo xong cái tên như thế này. Và cái nút nhấn login thì chúng ta sẽ chọn là event, chọn fresh, rồi chọn là show login, log on dialog. Show log on dialog, ok. Chỉ cần như vậy thôi. Còn logout thì chúng ta sẽ chọn là logout. Đăng xuất đấy, gọi là đăng xuất đấy. Và để mà hiển thị cái tên cho cái admin này thì chúng ta sẽ thêm một cái bước nữa, đó chính là schedule tag. Chúng ta vào schedule tag. Sau đó là show login. Tức là hiển thị cái tên người dùng. Và function list là function list và trigger là chúng ta sẽ chọn là user chain, chúng ta sẽ chọn là user chain, tức là thay đổi tên người dùng các bạn nhé. Và event thì chúng ta sẽ chọn cái event là get username và đưa vào một cái tag bất kỳ. Chúng ta chưa tạo tag đúng không nào? Chúng ta sẽ quay lại cái HMI tag và tạo thêm một cái tag là chúng ta sẽ thêm một cái table đi, user. Sau đó tạo một cái tag là username. Và định dạng là gì? Định dạng là WCAP string. Sau đó ở mục property thì chúng ta sẽ chọn độ dài của nó là 50 nhé. Độ dài của string là 50 ký tự. Ok chưa? Và quay trở lại cái schedule tag này. Thì ở cái mục này, ở cái mục event này, thì chúng ta sẽ gắn cái tag mà chúng ta vừa tạo. Chúng ta sẽ gắn cái tag vừa tạo ở đây. User và lựa chọn cái username này. Ok chưa? Sau đó quay trở lại cái màn hình chính, màn hình 1 này.
Để mà gắn username vào đây thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái tag này, cái tag mà chúng ta đã tạo username này, kéo vào đây để cho nó hiển thị thôi. Cầm cái này và kéo vào đây. Lúc này là nó đã có thể hiển thị được rồi. Và mình sẽ thêm một cái chức năng là khi quyền admin thì mới được nhấn cái nút này. Admin thì mới được nhấn cái nút này. Ok, thì chúng ta sẽ vào property này. Sau đó ở mục security này thì authorization thì chúng ta sẽ lựa chọn là admin tutor. Admin thì mới được nhấn cái nút này. Ok. Rồi. Lúc này đã ok rồi. Tiếp theo, chúng ta qua screen 2. Screen 2 thì cái nút này chúng ta là cho nó một cái quyền là operator. Operator là cho người dùng đúng không? Operator là cho người dùng. À, cho người dùng là tại sao? Các bạn vào đây này. Người dùng cái user 1 là user 1. Chúng ta vào group user 1 thì chỉ có là operator là cho toàn bộ, cho admin, dành cho admin và cho người dùng. Tức là khi mà ở màn hình screen 2 thì cái nút này thì ai cũng có thể là điều khiển được khi mà đã đăng nhập. Ok, chúng ta đã tạo xong. Và bây giờ chúng ta sẽ thử chạy runtime nhé. Rồi lúc này chưa có cái người dùng nào đăng nhập hết cho nên là nó không hiển thị gì. Chúng ta nhấn cái nút này thì nó yêu cầu là chúng ta phải đăng nhập thì mới được nhấn. Ví dụ như mình đăng nhập user 1. Nhấn ok. Sau đó nhấn thì nó cũng không cho tại vì chúng ta đang đăng nhập ở user 1 đúng không? Khi các bạn đăng nhập user 1 thì cái tag nó hiển thị lên là user 1. Ví dụ như mình đăng nhập admin thì mới được nhấn cái nút này. Đấy, lúc này là người dùng là admin, chúng ta nhấn nút này thì nó có tác dụng rồi đúng không nào? Và cái nút này thì người dùng nào cũng có thể là nhấn được hết á. Ok chưa? Và khi các bạn log out thì nhấn cái nút này thì nó không cho phép các bạn nhấn nữa. Đó chính là cái chức năng administrator. Ví dụ như mình thêm một cái nút là cho phép người dùng to user 2, cho phép người dùng user tác động security thì mình sẽ chọn cái là operator ở đây. Thì lúc này cái nút này thì người dùng nào cũng có thể nhấn được. Ví dụ như mình chạy lần thao nhé. Rồi trước hết mình sẽ đăng nhập với quyền là login là user 1, user 2 đi. Nhấn ok thì người dùng hiện tại là user 2. Thì cái này các bạn không nhấn được nhưng mà cái này các bạn lại nhấn được. Tại vì quyền của nó là đủ quyền đúng không? Nhưng mà cái này lại không được. Đấy chính là cái chức năng của user. Các bạn cũng có thể là hiển thị danh sách user bằng cách là sử dụng cái icon này. Đưa vào đây thì chúng ta sẽ có một cái danh sách user ở đây. Chúng ta sẽ runtime lên. Đây ví dụ như mình bây giờ là mình sẽ nhập login. Đấy, lúc này thì khi mà các bạn có quyền admin thì nó sẽ hiển thị tất cả các cái danh sách ở đây. Danh sách người dùng ở đây. Các bạn có thể là thay đổi mật khẩu của cái người dùng bất kỳ. Đấy, các bạn chỉ cần kích đúp vào đây là có thể thay đổi được mật khẩu của họ rồi. Ví dụ như mật khẩu là 123 chẳng hạn, 123. Nhấn OK thì bây giờ mật khẩu của người dùng thứ nhất đã thay đổi thành 123. Ví dụ như mình log out này, sau đó log in bằng user 1. Đấy, lúc này user 1 đã hiển thị rồi. Và user 1 có thể là thay đổi được mật khẩu của bản thân. Ok chưa nhau? Đây chính là cái tab hiển thị cái người dùng. Và cái chức năng quản lý người dùng chỉ có vậy thôi. Khi nào mà các bạn muốn một cái nút nhấn nào đó mà bị quản lý với một cái người nào đó thì các bạn chỉ cần vào security và sử dụng cái chức năng authorization. Chọn group nào thì group đó mới được hiển mới được tác động, mới được cho phép vận hành. Ok, nội dung bài giảng của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Chào các bạn.